Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Á, bị đề nghị mức án từ 25 đến 26 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Hồ Anh Sơn, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 11 đến 13 năm tù. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ, bị đề nghị 15 năm tù. Nhóm bị cáo thuộc Công ty Việt Á và Học viện Quân y bị buộc phạm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, từ 7 đến 8 năm tù. Ngô Anh Tuấn, trưởng phòng tài chính, từ 3 đến 5 năm tù. Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược, từ 6 đến 7 năm tù. Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từ 6 đến 7 năm tù.